Một plugin nếu không nhanh tay bạn sẽ hết vì số người được tải xuống chỉ giới hạn mà thôi. Hôm nay FBA Entertainment xin giới thiệu cho các bạn một cái plugin siêu đẹp EC300 đến từ FCDSP. Đây là một plugin Eco, là một dạng máy delay có khả năng tái tạo delay của các loại máy delay như Magetic, Digital và Analog. Để tải về miễn phí, bạn hãy ấn vào link ở phía dưới chú thích của video này. Sau đó, bạn điền thông tin cá nhân rồi ấn Get EC300 Now. Bây giờ bạn đã vào trang thanh toán, sau đó bạn ấn Check Out. Ở trong trang này, bạn điền tất cả thông tin cá nhân của bạn vào và cuối cùng bạn ấn chữ Continue. Ở đây, bạn sẽ chọn là tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản này nọ. Sau đó, bạn ấn Submit Order. Cuối cùng, bạn đã có hóa đơn và mã code. Mã code này cũng sẽ được gửi vào email của bạn. Để đăng ký vào trong máy tính của bạn, bạn cần phải có tài khoản iLog. Bạn đăng nhập vào tài khoản iLog của bạn. Sau đó, chọn 3 vạch chấm trên góc và điền code trong hóa đơn của bạn. Như vậy là bạn đã đăng ký thành công. Bây giờ, bạn quay trở lại website vào trang download sản phẩm của bạn. Trong mục Plugin Download, bạn tìm mục EC300 Eco Collection 6. Ở đây có hai phiên bản HD và Native. HD là dùng cho các bạn nào đã mua các sản phẩm của MCDSP. Nếu bạn không có sản phẩm của MCDSP, bạn hãy chọn Native. Về cơ bản, bản HD và bản Native đều có chức năng như nhau. Tuy nhiên, bản HD sẽ hỗ trợ Pro Tools nhiều hơn. Sau đó, bạn chỉ cần download về, cài đặt và khởi động DAW của bạn là xong. MC300 mang lại âm thanh của nhiều loại độ trễ trên một plugin với giao điện đẹp. Có 3 loại độ trễ: Magnetic, băng từ, Digital, kỹ thuật số và Analog là âm thanh thực. Trong mỗi loại đều có những thuộc tính phong phú kèm theo để tăng cường tính độc đáo cho âm thanh delay. Giao diện có thể tùy ý mở ra hoặc thu lại để chúng ta có thể tùy chỉnh. Với công cụ, ba loại này tương đối giống nhau, chúng đều có các thông số của công cụ delay, ví dụ như là delay time, feedback, mix, tỷ lệ giữa âm thanh thực và âm thanh delay. Tuy nhiên, chúng có thêm chức năng wide và offset nhằm tăng cường việc mở rộng trường âm thanh cho không gian delay, khiến cho chúng tạo ra hiệu ứng echo độc đáo và âm thanh có chiều sâu. Sự giới hạn của trường âm thanh tổng sẽ được quản lý bởi công cụ Sphere ở trên góc trái đây. Bạn cũng có 3 chế độ làm việc: Single, đó chính là một âm thanh delay; Dual, tức là hai âm thanh delay; Ping Pong là chế độ delay bóng bàn. Chuyển sang chế độ Dual hoặc là Ping Pong, âm thanh sẽ chia làm hai luồng tín hiệu bên trái và bên phải, sẽ lần lượt tạo ra hiệu ứng âm thanh delay khác nhau. Và tất nhiên, trường không gian vẫn được quản lý bằng Wide và Offset và công cụ Sphere ở trên. Tuy nhiên, công cụ Sphere của chúng ta sẽ nhiều thông số hơn, trong đó có lượng phản hồi của các thông tin bên trái và phải. Ở đây chúng ta có bộ công cụ chỉnh sửa EQ cho delay. Tiếp đến là bộ lọc High Pass Filter và Low Pass Filter ở phần đầu ra. Ngoài các công cụ chính để tạo độ trễ, chúng còn cung cấp cho bạn các công cụ về Saturation, Wow hoặc là Footer.
Đây là những cái đặc điểm đặc trưng của những máy băng từ Magetic. Groover thay đổi nhịp độ của âm thanh delay. Bên cạnh đó là công cụ đồng bộ hóa về mặt tempo cũng như là tự cài đặt tempo. MC300 cung cấp khả năng ducking và cung cấp máy lén compressor. Thuật ngữ ducking là sử dụng sidechain với compressor để khiến âm thanh không bị tranh chấp với nhau, khiến cho âm thanh chính trở lên nổi bật hơn so với âm thanh delay về mặt âm lượng. Bạn có thể điều khiển chúng thông qua thông số âm mau và điều khiển tác động thông qua thông số threshold cũng như là relay. Với dạng digital, bạn sẽ thấy giao diện chúng khác hơn một chút. Bạn có thêm nhiều sự lựa chọn về kiểu delay mà bạn mong muốn với công cụ scene ở phía trên. Tuy nhiên là dạng digital nên chúng sẽ mang tính chất của digital, đó chính là công cụ beat dead, tức là tăm giảm lượng beat cho âm thanh delay, khiến âm thanh delay có vẻ low-fi hơn hoặc là high-fi hơn. Có công cụ modulation nhằm điều khiển thời gian của âm thanh delay, khiến âm thanh delay nó dao động. Với analog, bạn có thuần một máy delay thông thường, bạn sẽ thấy chúng không có thông số biến dạng là màu saturation. Về nhận xét cá nhân, đây là một plugin cho chất lượng âm thanh trong trẻo, đẹp và mạch lạc. Các preset vô cùng phong phú và chính xác. Tuy nhiên, để sử dụng phần mềm, bạn cần nắm vững các thông số của các công cụ delay như thời gian delay, lượng phản hồi, tần số phản hồi, sự thay đổi nhờ modulation và các tính chất làm màu của saturation tùy vào cùng loại máy khác nhau. Và để nắm vững các công cụ này, bạn nhớ subscribe và follow kênh YouTube của mình để xem nhiều clip bổ ích hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở clip lần sau.